đến Australia và đặc biệt các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, bạn hãy nên mua các sản phẩm chức năng của Úc tại các thành phố này, vì ở đây được chứng nhận an toàn y tế, an toàn thực phẩm, an toàn về các kiểm định y tế, chất lượng y tế rất cao. Các sản phẩm chức năng Úc luôn được đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả cũng như khả năng an toàn với sức khỏe người sử dụng bởi đội ngũ chuyên gia nghiên cứu hàng đầu thế giới, nguồn nguyên liệu tự nhiên phong phú, quy trình sản xuất tiên tiến cùng hệ tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt. Mỗi một sản phẩm chức năng của Úc trước khi đưa ra thị trường đều được kiểm định chặt chẽ, đảm bảo chất lượng cao nhất trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Đây cũng chính là lý do tại sao các sản phẩm thực phẩm chức năng của Úc không chỉ được người dân Úc ưa chuộng sử dụng mà còn được tin dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Có thể nói tại thị trường Úc luôn có những sản phẩm chính hãng rất tuyệt vời. Thực phẩm chức năng của Úc là các sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất hay các thành phẩm dinh dưỡng khác giúp chăm sóc bảo vệ sức khỏe hoặc giúp làm đẹp cơ thể cho người sử dụng, được nghiên cứu và sản xuất tại Úc. Ngoài ra, việc sử dụng thực phẩm chức năng ở Úc có thể giúp phòng ngừa một số tác nhân gây và một số căn bệnh nhất định cho người sử dụng. Tuy nhiên, sản phẩm không có tác dụng thay thế bất cứ sản phẩm thuốc chữa bệnh nào khác. Không chỉ là quốc gia nổi tiếng với cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, thế giới động vật hoang dã đa dạng, bá chủ của thế giới, Úc còn là quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp nghiên cứu sản xuất và xuất khẩu các dòng vitamin và thực phẩm chức năng chất lượng tốt nhất, được ưa chuộng trên thế giới. Ví dụ, chúng ta có thể thấy các quy trình sản xuất thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn quốc tế cao của Úc, như trước khi tung sản phẩm ra thị trường, các sản phẩm thực phẩm chức năng của Úc đều được kiểm định và sàng lọc nghiêm ngặt khoảng 300 lần. Quy trình sản xuất từ công đoạn chọn lọc nguyên liệu thô đến khi hoàn thiện sản phẩm đều được giám sát chặt chẽ, áp dụng tiêu chuẩn CGMP. Nguyên liệu thành phần chủ yếu được sản xuất từ các thành phần tự nhiên đến 90% như tinh dầu từ động thực vật hay thảo dược, giúp đảm bảo hiệu quả và sự an toàn cho người sử dụng. Đến Sydney, Australia, bạn nên ghé thăm sản phẩm cửa hàng thực phẩm chức năng Úc Inspirator. Đây là một cửa hàng của người Việt làm chủ và cũng có nhân viên người Việt nói tiếng Việt giới thiệu cho các bạn rất tỉ mỉ về các sản phẩm chức năng của Úc. Giá cả cũng rất hợp lý. Bạn hãy đến trải nghiệm mua một vài thứ về làm quà nhé.